Khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của chúng ta rồi nhưng sau đó họ vẫn quyết định đó là không mua. Họ vẫn suy nghĩ lại, họ suy nghĩ vì điều này, vì điều gì và vô vàn lý do và cuối cùng họ vẫn từ chối của chúng ta. Và đây có lẽ là một cái vấn đề mà rất là nhiều người mắc phải và ngày xưa Linh cũng đã bị cái trường hợp này. Và lúc đó Linh suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để mà mình có thể thay đổi được cái điều đó. Làm thế nào để khách hàng được hào hứng mua hàng của mình. Làm thế nào để khách hàng thực sự là bị cuồng nhiệt với những cái sản phẩm mà mình đưa ra. Và sau đó Linh đã tìm ra được một cái công thức, một cái bí mật. Đó chính là mình phải xây dựng được cho mình một cái thương hiệu cá nhân để tạo một cái lòng tin nó vững chắc với khách hàng. Để khi mà khách hàng người ta quan tâm về sản phẩm của mình, người ta sẽ quyết định mua hàng, thậm chí người ta chuyển khoản trước cho mình. Và Linh đã tìm ra được cái công thức tạo ra một cái thương hiệu cá nhân của mình trên Internet bằng cách đó là kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và làm thế nào để chúng ta học được những điều này? Hãy mời Linh một bữa ăn trưa và click vào đường link ở bên dưới này để chúng ta đăng ký tham dự vào chương trình đó là 5 ngày. Mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng chúng ta 5 ngày học để chúng ta có được kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Ngay kể cả khi chúng ta chưa bao giờ viết kịch bản, ngay kể cả khi chúng ta chưa bao giờ làm video trước đây và chúng ta không biết cách làm như thế nào, thì chương trình này sẽ giúp chúng ta từng bước để chúng ta biết cách viết kịch bản, biết cách chúng ta làm video, chúng ta có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower và chúng ta có một cái uy tín ở trên Internet. Và cái chương trình này là Linh làm online chỉ tối đa được 1.000 người. Nên vì vậy chúng ta cần phải click vào đường link bên dưới, chúng ta đăng ký ngay và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu cái tấm vé này và sẽ thay đổi cái kết quả kinh doanh của chúng ta trong cái tương lai sắp tới. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở đây bằng cách hãy mời Linh một bữa ăn trưa và chúng ta học 5 ngày sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại.